Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, trong vũ trụ điện ảnh Marvel thì có rất nhiều những siêu anh hùng. Họ không chỉ sở hữu những siêu năng lực mà họ còn là hiện thân cho lòng can đảm, dũng cảm, không màng nguy hiểm và tính mạng của mình để sẵn sàng giúp đỡ người khác. Thế nhưng các bạn có biết không, siêu anh hùng không chỉ tồn tại trên màn ảnh mà họ thực sự có ở ngoài đời. Họ không có những siêu năng lực nhưng họ hoàn toàn xứng đáng với hai từ anh hùng. Vậy họ là những ai? Họ dũng cảm ra sao? Ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! Siêu nhân không mặc áo choàng. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều nhớ nhân vật này đúng không nào? Sự việc xảy ra cách đây không lâu, vào khoảng đầu năm 2021. Và nhân vật siêu anh hùng chúng mình đang nhắc tới chính là anh Nguyễn Ngọc Mạnh, làm nghề chở hàng, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể thì khi anh đang ngồi trong xe hơi chờ chuyển hàng cho khách ở tòa nhà chung cư Nguyễn Huy Tưởng đối diện thì thấy mọi người hô hoán lớn, kêu cứu em bé. Thấy vậy thì anh liền mở cửa xe rồi tìm cách trèo lên mái tôn để đỡ cháu bé nếu rơi. Bất ngờ là khi anh vừa trèo lên được hơn 2 mét thì cháu bé đột nhiên rơi xuống. Lúc đó anh còn trượt cả chân nhưng vẫn cố nhoài người, đưa tay ra đỡ và may mắn là bé gái rơi trúng vào tay mình. Ngay sau đó thì người dân và gia đình đã đưa bé gái đi cấp cứu bệnh viện. Sự việc lập tức nhận được sự chú ý của cả những người trực tiếp chứng kiến và cả dân mạng trên các mạng xã hội. Anh được gọi là người hùng không khoác áo choàng. Chưa hết nha, và để bày tỏ lòng biết ơn cũng như sự ngưỡng mộ của mình, rất nhiều người đã vẽ tranh về người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh và nhận được rất nhiều lượt chia sẻ trên các trang mạng xã hội. Anh chàng lái xe chẳng khác nào một siêu nhân khoác áo choàng đã cứu giúp sinh mạng của một cháu gái bé bỏng, cứu giúp một gia đình suýt nữa thì vì bất cẩn mà con gặp tai nạn đáng tiếc. Và bất ngờ hơn là khi tìm hiểu trang cá nhân của người hùng này, dân mạng còn vô tình phát hiện ra dường như đây không phải là lần đầu tiên anh Mạnh làm việc tốt. Đúng là tốt từ trong tâm các bạn ạ, nhặt được tiền cũng phải trả lại nữa. Xã hội cần thêm nhiều người tốt như anh đúng không nào? Và tiếp theo là ba siêu anh hùng mà chắc chắn thời gian gần đây không ai là không biết. Ba siêu anh hùng không bao giờ bị lãng quên. Chắc hẳn các bạn còn nhớ đến vụ cháy mới nhất vào đầu tháng 8 đây thôi, tại một quán karaoke ở phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Được biết thì sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại quán karaoke, công an thành phố đã điều động một xe chỉ huy, hai xe chữa cháy thuộc công an quận Cầu Giấy đến hiện trường. Tuy nhiên do tình hình cháy quá phức tạp, họ đã phải điều động thêm lực lượng và phương tiện chi viện. Trong đó, trong tổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy gồm Trung tá Đặng Anh Quân, Trung úy Đỗ Đức Việt và binh nhì Nguyễn Đình Phúc đã triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn đưa 8 người ra ngoài an toàn. Sau đó, các chiến sĩ lại tiếp tục quay lại thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ. Tuy nhiên, thì do tính chất đặc thù của nhà ống với nhiều chất dễ cháy, cộng thêm tác động nhiệt của đám cháy dẫn đến một số bộ phận kết cấu làm trần giả, vật liệu trang trí trong nhà mất giới hạn chịu lửa và sập đổ. Và thật không may mắn rằng, ba chiến sĩ đã hy sinh. Trong số ba chiến sĩ hy sinh thì chiến sĩ Đặng Anh Quân, đội trưởng và là người duy nhất đã lập gia đình riêng, có một vợ và hai con trai. Còn chiến sĩ Nguyễn Đình Phúc thì tuổi đời mới 19, còn quá trẻ. Trên khắp các diễn đàn, rất nhiều người đã bày tỏ xót thương trước sự ra đi của ba chiến sĩ trẻ. Cùng với đó là những bức ảnh được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ, bày tỏ sự tiếc thương và cảm ơn tới ba người chiến sĩ. Thực sự quá đau lòng các bạn ạ. Ba chiến sĩ với những hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả đều cùng gánh trên vai trọng trách bảo vệ sự bình yên cho mọi người. Và chắc chắn rồi, họ sẽ mãi là những người hùng trong lòng của tất cả chúng ta. Và đừng quên thả tim xuống dưới phần bình luận để thể hiện tình yêu đối với ba người hùng này nhé. Siêu anh hùng dành lại sự sống cho ba nạn nhân. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, bãi tắm ở biển Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra sự việc nhóm 4 du khách đuối nước. Hậu quả vụ việc khiến một người tử vong, ba người khác may mắn được cứu. Gây chú ý, trong lúc nhóm du khách gặp nạn đã xuất hiện một người đàn ông phối hợp với người dân tìm cách cứu nạn. Anh là người giành giật lại sự sống cho ba nạn nhân trong vụ việc. Anh là Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Tràng Bom, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai. Trong lúc đi du lịch cùng với gia đình, nghe có tiếng người dân kêu cứu, anh Hiếu đã nhanh chóng ứng cứu, sơ cứu cho các nạn nhân. Trên báo Dân Trí, Trung úy Hiếu, 33 tuổi cho biết, thời điểm gặp nạn, khu vực tắm biển chỉ có một nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo, khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40m, cách bờ hơn 30m. Mặt trong của bờ đá không có sóng, ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó. Sau đó gặp sóng lớn bất thường nên họ níu lấy nhau, bị sóng cuốn ra xa. Bơi đến nơi, anh Hiếu trèo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang lịm dần. Sóng cuốn họ ra biển, cách bờ đá đã hơn 10 mét. Trong đó có cô gái đã ngất xỉu, được một nam thanh niên đang ôm chặt.
anh Ngô Hiếu nhảy xuống, bơi đến nơi và dùng tay đánh mạnh vào tay nam thanh niên, tách hai người ra. Anh kéo cô gái và đẩy thêm hai nam thanh niên khác vào bờ cùng lúc. Lúc đó, Hiếu nghe tiếng bạn bè trên bờ vọng ra. Hiếu ơi, cẩn thận, đừng cố sức. Nhưng không kịp nghỉ ngơi, anh Hiếu quay trở ra lập tức. May mắn vừa bơi đến nơi, người dân địa phương đã kịp có mặt, cứu thêm được hai người gặp nạn nữa. Người cuối cùng sau đó được anh Hiếu kéo vào bờ an toàn. Khác với những người bạn, chị Vân Anh, 33 tuổi, vợ anh Hiếu, không cản người chồng mà cổ vũ, tiếp sức tinh thần cho anh bơi ngược ra biển lần thứ hai để cứu người. Sau khoảng 10 phút, Hiếu đã đưa được 4 người vào bờ an toàn. Tuy nhiên, có nạn nhân tím tái, có người nằm bất động, dấu hiệu ngưng thở, ngưng tim. Trung úy Hiếu lao ngay đến liên tục hô hấp nhân tạo, ép tim, ép ngực. Người nguy kịch nhất đã tỉnh lại sau khoảng 2 phút cấp cứu kịp thời, được đưa tới viện ngay sau đó. Sự việc được một người bạn trong nhóm của anh Hiếu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội được nhiều người quan tâm. Trung úy Hiếu cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh cứu người. Anh Thái Ngô Hiếu đã từng là tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào năm 2021. Là chiến sĩ công an nhân dân, anh từng tham gia vào nhiều vụ việc rất nguy hiểm và khó khăn. Anh hùng xông vào biển lửa cứu người. Nếu như người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh mà chúng ta vừa nhắc đến ở đầu video là người hùng khiến hàng triệu người cảm phục trước hành động cứu giúp cháu bé rơi từ tầng 12 chung cư tại quận Thanh Xuân, thì vào đầu năm 2022, tại một vụ hỏa hoạn xảy ra ở quận Hoàng Mai cũng khiến dư luận đặc biệt quan tâm đến người hùng mang tên Trung Văn Nam khi anh đã liều mình lao vào biển lửa cứu giúp người mắc kẹt. Cụ thể thì trưa ngày 12 tháng 1, ngôi nhà 3 tầng tại ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai đột nhiên bốc cháy dữ dội. Căn nhà trên có kết cấu 2 tầng và một tum được lợp bằng mái tôn có quây sắt kiên cố. Và do đám cháy bùng lên dữ dội khiến cháu bé sinh năm 2007 mắc kẹt ở phần tum. Thấy đám cháy đang bốc lên ngùn ngụt, anh Nam đã cùng mọi người lấy bình cứu hỏa ra xịt, nhưng lửa ngày một bùng to hơn. Thấy không ổn nên anh tìm cách leo lên tầng 2. Và may mắn là anh đã cứu sống được cháu bé trong gang tấc. Ngay sau đó thì cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã đợi sẵn để đưa người xuống dưới và chuyển đi cấp cứu. Bé gái bị thương khá nặng nhưng dù sao cũng thật may mắn mà đúng không? Đâu phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp những người hùng như này đâu. Và chúng mình cũng hy vọng rằng những tấm gương cứu người lúc gặp nạn như anh Nam sẽ được lan tỏa với các thông điệp tích cực, tạo nên hiệu ứng xã hội nhân văn, đùm bọc và sẵn sàng tương trợ nhau lúc khó khăn. Những siêu anh hùng áo trắng. Khác với trang phục khoe cơ bắp, thân hình rắn chắc trong vũ trụ Marvel, các siêu anh hùng giữa đời thực ngày đêm căng mình chiến đấu với đại dịch trong bộ đồ cồng kềnh như phi hành gia. Khoảng giai đoạn 1-2 năm trở lại đây thôi, giữa đại dịch Covid, các y bác sĩ gần như kiệt sức bước ra khỏi khu vực cách ly, kết thúc ca trực dài giữa đại dịch, dễ khiến chúng ta liên tưởng đến những siêu anh hùng trong vũ trụ Marvel, sau khi đã dốc hết sức lực cho trận chiến chống lại thế lực đen tối, cứu lấy nhân loại. Chỉ có một khác biệt duy nhất, đó là họ hiện hữu giữa đời thực, ngay trong cơn đại dịch mà không mang trong mình bất kỳ một sức mạnh siêu nhân nào ngoài lương y và trách nhiệm. Thời điểm đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngừng hoạt động, người dân được khuyến khích ở nhà để đảm bảo an toàn, trong khi những y bác sĩ tuyến đầu phải làm việc với cường độ cao và căng thẳng hơn bao giờ hết. Họ cũng chẳng được nghỉ ngơi mà chỉ kịp lấy lại chút sức lực bằng bữa ăn qua loa, giấc ngủ chớp nhoáng rồi lại vội vàng trở lại túc trực bên giường bệnh. Chưa kể, mặc đồ bảo hộ thì chỉ 5 phút là đã đổ mồ hôi tuôn ra ướt đẫm rồi, bao nhiêu là bất tiện, ngứa cũng không được gãi, vệ sinh không được đi, khát không dám uống. Và kết thúc ca trực cũng là lúc họ gần như kiệt sức vì mất nước, mệt mỏi và thiếu ngủ. Rồi kể cả khi đã trút bỏ bộ đồ phi hành gia nặng nề, các y bác sĩ lại khiến hàng triệu con tim thắt lại bởi gương mặt biến dạng, thức khuya, đeo khẩu trang và mặt nạ liên tục đã khiến đôi mắt họ thâm đen, còn xương gò má, sống mũi và trán thì chằng chịt những vết hằn sâu, tấy đỏ. Và dù trải qua muôn vàn khó khăn nhưng họ chẳng bao giờ than vãn, luôn sẵn lòng đánh đổi sức khỏe của bản thân, dành lại mạng sống cho bệnh nhân từ lưỡi hái tử thân. Và chúng ta không thể phủ nhận được, họ xứng đáng là những anh hùng áo trắng mà chúng ta nên trân trọng và biết ơn nhiều nhất đấy các bạn ạ. Các bạn thân mến, có thể nói thì xã hội chúng ta luôn có những điều bất ổn và trong rất nhiều tin tức, những câu chuyện tiêu cực đầy rẫy trên báo chí, mạng xã hội. Thế nhưng đâu đó trong cái khó chúng ta luôn xuất hiện những người hùng thầm lặng ngoài đời thực và giúp cho chúng ta có niềm tin về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Quả thật các bạn ạ, đâu đó trên giải đất hình chữ S vẫn luôn có những câu chuyện đẹp, những hành động dũng cảm của những chiến sĩ không quản gian khó, hiểm nguy, thậm chí cả sự hy sinh vì sự bình yên cuộc sống của người dân. Tôi một chúng mình cũng một lần nữa xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người chiến sĩ, bởi trong mắt mọi người, các anh mới là những người anh hùng không thực thụ. Và video ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên ủng hộ Tốt 1 chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh
top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!